cá bự em ơi, cá bự, cá bự, cá bự thiệt. Quá khủng rồi. Cái gì á, cá ngát có lâu vô như cá hay gì bự lắm. Nó liệt dưới á. Rồi, xin chào tất cả các bạn nha. Chúc tất cả các bạn buổi sáng thật đầy năng lượng và thật nhiều sức khỏe. Chiều nay mình chuẩn bị đi chiến tiếp nha. Đêm hôm trước thì mình làm được con cá sủ và đêm đó mình giăng ít nè. Rồi cũng bán được đâu trăm mấy, 200 vậy đó. Còn đó 800 gram như mới cái bị dinh chài đó. Sớm giờ mình cũng độ thêm vàng câu mình nè. Phun vàng. Đây tổng cộng hết đâu khoảng 120 mấy lữ á. Mỗi lữ cách nhau khoảng 5-6 mét gì đó. Đây, nguyên gỗ luôn nha. Chiều nay chiến gỗ lớn luôn. Này là neo. Neo hai đầu với neo giữa. Rồi, mồi hôm nay thì chủ yếu là tôm nha. Tôm sống. Hồi sớm đi chợ mình có mua được khoảng 700-800 gram gì đó. Tôm lóng đó, còn gì nè, rộng với vỏ. Như lại có sen thêm mớ ốc bu nữa nè. Ốc nhỏ nhỏ nè. Móc vô lữ kiếm cá ngát. Mình thả khoảng 5-6 lưỡi tôm, cái móc vô lưỡi ốc, kiếm cá ngát. Ốc thì dính cá ngát không à. Đây, tôm này cá ngát nó cũng ăn, nhưng mà nó khoái ốc hơn. Tôm này chủ yếu mình kiếm cá thập cẩm sò bần, chủ yếu cá sủ đi. Rồi, đêm trước thì tính ra dính con nó sảy cũng nhiều, nó ăn nó ói ra sao không hiểu nổi luôn á. Rồi sớm mình mới sửa cái lưỡi lại, mình bẻ cho nó hơi quát ra chút nữa. Chiều nay đánh trận lớn coi sao. Dắt này chuẩn bị lên đường luôn. Nước chiều nay xình xình nước gồng. Rồi mình văng cái tối này nước lớn vô nước gồng lại mình cuốn. Hy vọng là đêm nay sẽ trúng ánh được bầy cá gì đó khủng khủng nha bạn. Chứ thấy khai trường được con cá là thấy là phái rồi đó. Chứ chiến rồi khai trường rồi xong rồi đem câu vô cất luôn. Chiến này thấy có cá là phái rồi đó. Rồi giờ chuẩn bị lên đường đi thả câu thôi. Trời cũng chuẩn bị tắt nắng chiều rồi. Dắt này câu mình cũng thả xong rồi các bạn ơi. Giờ về khuya nay lên cuốn câu thôi. Nước bữa nay thấy cũng ấm lắm nè. Dắt này gờ xuống ấm hỉnh nè. Hy vọng là tối nay trúng cá nha. Dàn câu đầy tâm huyết. Một buổi chiều trên dòng sông quê hương Cái Cuôn. Chiều lên sông ngắm cảnh chiều đúng bài luôn ha. Chắc này cũng hơn 2 giờ sáng rồi bạn ơi. Giờ bắt đầu đi cuốn câu nha. Hy vọng một điều gì đó ghê gớm ghiếc. Nước bữa nay thấy ngon quá, nước ấm hỉnh nè. Gán làm con cá gì bự bự cho nó tỉnh gà cái sáng thức dậy. Thức bụng nổi xe ke cờ. Rồi bắt đầu nhổ neo bạn ơi. Nhổ neo kéo cá. Này mà nhổ neo này mà nắm gì ha mà nó lôi ha, nhớ đó mà dính cá ngát ngay cái neo á, nắm cái neo gì nè cái nó lôi chỉ quằn luôn á.
cái neo có dấu cài sình nè, cá lòi á, cá lòi lúng neo. Hy vọng là vậy đi. Mới vô hết mồi rồi. Cá ăn ối rồi nữa. Phun được chứ, ăn sao mà ối ra được ta. Tôm mà nó cắn mì xèo nhất lại luôn. Nước này có cá ăn là hiện tượng hết mồi quá trời luôn. Ê, cái mà dinh hướng già. Wow. Đâu rồi, vớt cái lấy hên coi. Không có vợt thôi, có vợt thì vớt đi. Lộn. Kéo lên không hay luôn trời. Không hay luôn á. Vì cá mà dinh này nó liệt không mạnh. Có tùng, có tùng. Mày dinh nó ăn tép á. Bự chứ. Bọc lù à. Kéo là không hay luôn thiệt. Đứng gì? Đứng gì phên? Ê, con đầu tiên, cái mày dinh. Đổ. Khoan đi. Nhìn xuống thấy dính cá hết hồn.
mấy tôm nè, cá gì bạn ăn nè, nó cắn xẹp lép nó ối ra nhất lạy luôn á, mà không dính. Mình nghĩ cá sủ quá. Dính quái thú gì nặng quá, nặng rồi, kéo không lên luôn, lâu lên cái đầu ha, bằng chiếc xuồng ha, xỉu. Cái gì ta, giống cá ngát bự quá vậy. Ê, có cá bự em ơi, cá bự, cá bự, cá bự thiệt, quá khủng rồi. Cá ngát lâu dù nó cà hay gì bự lắm, nó liệt đi dưới á. Đứt cái lử vô đó luôn rồi. Làm như đứt cái lưỡi vô đó vậy bạn ơi. Kiểm tra tài khoản đây coi. Rõ ràng đứt rồi. Vì lại dướng nhanh chạng cá nó quấn vô đó, giờ mình kéo quá đứt rồi, đứt. Rõ ràng luôn mà nó liệt nặng lắm.
đó chỗ đó nãy nó liệt mà nó kéo ngang chứ không phải nó liệt xuống. Xong rồi móc bọc rồi. Hy vọng là không phải. Gốc cây bự lắm. Xui vậy. Nãy con cá rõ ràng luôn. Con cá nó quấn vô đó thiệt rồi. Kéo lên nó chạy ngang nặng luôn á. Thủ vợt liền. Đây, có cá bạn ơi, có cá. Dính cá nha. Nè, anh đi giặt nè. Ê, cá gì bự vậy? Mày dính cái gì á? Mày dính khủng gì á? Chạy dữ lắm chạy. Dính cá cóc gì á. Bự lắm. Bự lắm kìa. Ê, mày dính quá bự rồi. Mày dính khủng. Dinh khổng lồ. Quá đã cái mày dinh này rồi. Cả ký lô quá ta. Dinh quá khủng rồi. Lụm hàng liền. Quá bạn ơi, mày dinh nè bự nè. Cả ký lô quá. Đồ phàng. Dính không ta? Mà kệ, có dính là được rồi. Yêu cầu có dính cá là được rồi. Cá diễn được cho nó. Lau kiếm cũng được nữa. Bự là được rồi. Nãy xảy con kia hơi hụt hẳn rồi. Dính là con này lấy cái thằng lên. Dính mày dính chứ ngon hơn dính cá sấu. Mày dính thịt ăn bao ngon luôn.
Kết thúc chương trình rồi. Hey, bạn khui được có hai cái mà dinh nè, mình đi thả câu cá ngát với cá sủ mà dính cái mà dinh mới sốc. Quá tai thiệt chứ. Hồi nãy mà cái lúc mà dính cái lúc mình bệnh dính chà cái chỗ cái lử nó dính con cá gì đó, mình nghĩ con cá nó cũng bự. Rồi lúc mình cầm dây mình thấy nó liệt, nó đi ngang, nó sắn bực 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 luôn mà. Rồi cái cây nó lòn ngang cái dây đường, nó tuột xuống cái gốc dừa vậy. Tuột xuống rồi nó bám theo đứt dây luôn. Ủ thiệt chứ. Hai cái mà dính đúng ngon luôn. Mình dăng câu nó không dính mà dính thôi, dính là con nào nó khủng khủng luôn. Con này mới đá nè. Hết biết mà dính bự chưa. Lâu dữ lắm, lâu mới bắt được cái mà dính khủng cỡ này nè. Nhìn vậy nè. Tuyệt đỉnh luôn. Mà dính siêu khủng siêu mập luôn. Đã thiệt chứ, cũng được, im. Hôm qua thì đi chợ mua đâu qua 90.000 tôm. Dính hai cá này ra chợ bán chứ cũng được cả 200 á. Có thấy trên nữa. Hai trên chút đỉnh đó. Cá mà dinh này có giá đó. Cá mà dinh này ký trăm mấy ngàn. Bự khủng lồ luôn. Nhưng mà con này chắc để làm thịt quá chứ. Lâu dữ lắm lâu bắt được cá bự khủng cái này nè. Con này cũng cỡ 400 gram. Rồi thôi giờ gọng cá bạn ơi. Gọng cá lên nhà làm bán giấc nữa coi. Chắc này còn sớm. Còn mớ tôm nữa nè. Nhiều đây là lên là kho là cả nhà mình ăn không hết luôn á, ăn nguyên ngày luôn á, có nửa ký á, không tới nửa ký, 300 gram, tôm bự bự không nè, tôm nhỏ nó ăn hết, còn tôm bự không. Rồi tạm ổn nha bạn, cũng có cá là được rồi, có cá là mừng rồi, hàng hiếm không phải chơi đâu, siêu khủng luôn. Lâu lâu mới bắt được con cá mà dinh bự. Mình cho nó lên món luôn bạn ơi. Cá mà dinh kho cà chua. Con hồi nãy mình cân đâu 800 mấy gram á, 800 gram giác. Kho đầy cái chảo luôn rồi. Mỗi khi lần con mình kho cái chảo bữa nay là cắt ra làm hai mà đầy luôn. Cá đúng bự luôn. Hàng cá này giờ kiếm hiếm lắm. Tính ra biết bao lâu mình bắt được con bự cá này nè. Mà con này cái chưa có cái tượng trứng, nó trứng nó mới trứng non đó chứ phải nó mà đầy trứng một cái là cái ký lô khỏe luôn. Nhưng mà con này ngon. Whip slip được thịt trắng tươi luôn nè. Nhà mình chứ khoái ăn cá mà dinh lắm. Nhỏ cạo chả bự kho lạc. Kho lạc hoặc là nhúng giấm, lẩu chua thường xuyên luôn, có lụm. Thịt cá mà dinh nó ngon lắm. Nó có xương hôm thiệt nhưng mà cá bự cái này thì xương hôm nó bự lắm. Thịt nó nhiều mà nó béo, nó ngon. Đặc biệt là cái phần đường bụng nè, với cái đầu. Như hôm hồi có bộ trứng hay là đúng bài luôn. Nhìn ngon lành chưa? Cho cà chua nó chín cái nó bo hành những cái được rồi.
cá chì dinh kho lạc, kho cà chua. Này các bạn không có cà chua, bạn kho cái tàu hoặc là me ngon lắm. Thiệt đỉnh con hu luôn á.